Rất vui gặp lại tất cả mọi người, cũng như tất cả anh chị em đồng nghiệp và không đồng nghiệp các bạn. Chúc tất cả mọi người một ngày mới và những ngày cũ luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Cái gì vui thì cứ ập tới, còn cái gì buồn thì cứ trở thành những áng mây đi. Thì hôm nay clip này các bạn thấy nó cũng không có gì nó đặc biệt, nó chỉ là lạ xíu thôi. Tại vì trước giờ chưa làm, bây giờ mình nghĩ cái này nó cũng mọi người cũng có thể làm được thôi, không có gì. Khả năng mình nó chỉ bận rộn tới đây thôi. Giờ cái nhân vật này các bạn thấy nó quá quen thuộc rồi. Đây, từng có up rồi ha. Hôm nay có dịp nó mới mới chút xíu rồi, nhưng mình nói đó, nó là lạ xíu thì mình làm lại thôi. Khi các bạn cắt mà quen rồi đó thì có thể các bạn cắt phần trước, phần trên trước, phần dưới sau và ngược lại, nói chung là thế này cũng được. Nói chung cái đó là cách làm thôi. Thì clip này nói chung các bạn biết rồi, chỉ là cắt cái phay bình thường thôi. Và những bước là nó quá quen thuộc nên mình không có quay ha, mình chỉ quay đại khái thôi, còn cái phần kia mình sẽ quay nó chi tiết hơn. Thì những clip sau này các bạn thấy đó, Zalo và Facebook. Giờ cái số điện thoại mình xài là cái số Zalo đó, các bạn có thể liên lạc ha. Nhiều khi đó thì mình cũng xin lỗi đến tất cả những anh chị em nào mà đã từng gọi hay là nhắn tin mình đó mà mình không nghe máy được hay là không trả lời. Ở biết nhiều khi cái Zalo khi mà mình xem tin nhắn xong đâu, mới giờ rảnh cái bài lên xem, mới ra xem chưa kịp nghĩ là không trả lời, đâu có khách hay bận việc gì đó rồi bỏ ngang. Rồi khi nào mà rảnh mở lên thì cứ ngỡ là xem rồi, đã trả lời rồi, thế là xóa cho nó bớt tin nhắn ha. Và thế là vô tình mình không có trả lời được tin của người ta, các bạn cũng thông cảm vấn đề đó ha. Không phải không trả lời, nhưng mà chỉ trả lời những cái gì nó quyền là liên quan như tóc thôi. Đặc biệt có một số trường hợp như mình mới nói đó, là ngoại lệ thì mình xin lỗi tất cả mọi người ha. Hay hoặc giả là bấm kết bạn đấy. Mỗi một cái kết bạn người ta tôn trọng, người ta nói chung người ta thích mình, người ta mới kết bạn với mình. Đây còn có một số anh chị em có yêu cầu cái vấn đề mà phản ứng bằng cái cây dao cạo rồi. Thì em clip này mình sẽ làm cái này nó hơi chi tiết xíu ha. Những trường hợp anh chị em nào không có sử dụng máy cạo khô đó, khi bạn phay mà còn cái ngấn mờ mờ đó thì các bạn có thể phá bằng cây dao cạo, cũng khá đơn giản thôi. Cái cách đặt cây dao cạo các bạn thấy là nó sẽ không có đặt mà trực tiếp vô cái ngấn liền ha. Cái sống, cái bề sống của cây dao các bạn sẽ là đặt đặt tựa vào cái da đầu, còn cái phần lưỡi thì các bạn sẽ cất ra ngoài một tí. Giả sử mình muốn cạo ở chỗ, giả sử như mình sẽ chia ra nó là 10 đi, từ 1 đến 10. Các bạn muốn cạo ở cái phần số 8 thì các bạn phải đặt ở phần số 9, phần số 10, cái sống dao, cái bề sống. Đây, và cái lưỡi thì nó cất ra ngoài ha, nó chưa có tiếp xúc vô liền. Và đặt nằm. Rồi các bạn sẽ nhích. Các bạn sẽ áp ra cái dao mình nó từ từ xuống, khi mà nghe tới cái chỗ mà 8 các bạn muốn phá đó thì cái sợi tóc nó sẽ đứt xéo xuống và nó sẽ không có cái ngấn đâu. Đây, cái hình thức nó như thế này. Các bạn thấy rất là rõ ha. Đây. Các bạn muốn cạo chỗ đó thì các bạn không nhất thiết phải đặt ngay chỗ đó, tại vì đặt ngay chỗ đó nó rất là dễ nó có cái ngấn mới. Thế thì mình chỉ hiểu bấy nhiêu, mình nói bấy nhiêu thôi. Để bạn có thể áp dụng thử một lần. Bây giờ đặt cái vấn đề như thế này, bây giờ giả sử các bạn mà bấm khung rồi cạo trắng như cái kiểu tóc như thế này. Đấy thì cái khi bấm cái phần dưới, các bạn không biết là phần dưới thừa sức là mình ủi lông đơ mình cạo trắng, là các bạn có thể chừa lại một ngấn hai ngấn nào đó để các bạn thử. Các bạn có thể phá thử cái phần dưới, tại phần dưới nó trước sau mình cũng ủi rồi nên mình không có rồi, xe ra để mấy chú xe ra để em thể hiện đây. Đây đây, thằng này nó làm gì trời. Đây các bạn thấy nó đó, thấy chưa. Đây thằng này nó nguy hiểm nha. Đây đây, ở cái đầu tóc nó làm gì trời. Thằng này nó vẽ cái gì giống kỳ gậy thế. Chắc là thằng này nó già rồi này, các bạn này đừng có quan tâm đến nó ha. Còn vấn đề mà cạo bữa nãy đó các bạn thấy đấy, cái phần dưới thì bỏ rồi, các bạn có cạo hư hay không nó không quan trọng. Và quan trọng cái duy nhất là cái phần đó mình cạo, nếu mà cạo bằng cây dao các bạn có thể
có thể thôi, có thể khám phá được cái cách cạo như thế nào nó không để lại ngấn cho nó rất là suông lại. Ê, ê, đây đây thanh niên nguy hiểm đấy 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 anh ồ, cái gì à, mày vẽ chữ Bùi Tuấn Khôi chứ gì, trời ơi gì cũng làm thấy ghê, mày viết thôi mà viết không được làm gì ghê vậy. Để các bạn thấy nhân vật này nó đang thể hiện ha, nhưng mà không biết là hắn vẽ cái tên Bùi Tuấn Khôi này có đẹp đẽ gì không, hắn làm gì thấy làm như là hoành tráng quá. Ồ ha, ồ bế làm thì ghê. Nhưng mà nói rồi, clip hôm nay như là mang cái tính chất vui vẻ thôi. Chữ thì ai cũng viết được thôi. Đó là tới tới chữ U đây. Đây, tới chữ U. Rồi mày viết mày kiếm ai xài dữ mày. Mày viết chữ Châu Đốc mà chữ thằng này viết chữ U ngộ ta. À, thằng này là mình bất ngờ, các bạn thấy chữ U với chữ U xéo xẹo vậy. Ơ quá the hell, thằng này nó viết cái gì vậy? What, cái gì thế? Ô lại không, thằng này nó làm cái trò gì, cái trò mèo gì đây? À các bạn thấy đây đây đây, à thanh niên nguy hiểm đây đấy, cái gì ấy chẳng lẽ nào mà cái người thợ này nhớ ba à, nhớ ba này ghi lên chữ ba à, cũng rảnh hơi đây còn thấy ha, nhân vật cũng khá nguy hiểm và rảnh đây này ba ba đấy mà thấy hay là thằng này nó tính đi ba nè, nó ham đi ba này, nó giữ về để chữ y vậy vậy là thằng này nó mê đánh bài à, làm thấy không, đừng đừng bắt chước thằng này nha, thằng này nó thích cờ bạc này, mê đánh bài làm gì làm gì trời mình hiểu rồi, các bạn thấy chưa, hắn thèm ăn bắp, bắp xào, bắp nướng, bắp nấu, bắp luộc vậy đây. Đây thằng này đúng là nó rối hơi đây, hết chuyện rồi, thèm bắp rồi, cái mùa này không có bắp rồi, hắn vẽ cái chữ bắp lên trên đầu. Thằng này nó cũng khó hiểu thì các bạn thấy đó, các bạn thấy chữ bắp à, đây này chắc là bắp xào đây chứ không có gì khác chứ á, này đó là chữ xào nha, chữ ít xào mày. Cái gì cái gì cái gì cái gì trời, này chữ y bắp làm gì có cái chuyện này nữa. Thằng này đúng là rỗi hơi đây, cái gì nữa trời. Chữ gì thế, chữ B nữa. Thằng này bắp bò, các bạn biết ở đây, các bạn nếu mà các bạn nào mà từng đi quán ở đây mình ăn uống hay là cái gì đó, mình thường thường mình kêu cái lẩu ra xong rồi có thể là kinh phí mình hết, thì mình kêu thêm bán cho gì bắp bò 50 coi để vô pha chế vô ha, đây mình cũng từng ăn cái món đó rồi cũng rất là ngon, các bạn có thể thử ha, bắp bò thôi mà đâu có gì đâu phức tạp chứ. Đấy thì mai chiều thì các bạn có khi mà nếu mà mình thèm cái gì mình có thể xâm lên đấy, mình viết rồi thì tắm rửa trà kỳ thì nó ra thôi, không có gì. Còn nếu mà anh em nào thích nghệ thuật nữa, ta tàu nó chơi lớn luôn, mình cứ đi xăm thẳng luôn ha. À, chữ O xong rồi, này nó chưa bỏ dấu này. Đây giờ các bạn biết rồi, nếu mà viết ngoài giấy thì nó dễ, còn viết trên đầu thì nó có một cái số gì nó hơi khó khó một tí. Chữ O này, nè, nghe lời, nghe lời. Bò. Thằng này các bạn thấy cái sự nguy hiểm của thằng này chưa, càng ngày nó càng nguy hiểm rồi đấy. Cái gì mà bắp bò mà nó là cái chữ này là chữ gì, chữ C đâu phải như vậy, các bạn thấy chữ C không bao giờ phải là như vậy à, hay là chữ E ta, nói chữ E là bắp gì trời, chữ E là bắp be
Trời, bắp bê là bắp gì? Và thấy Toàn sống ở thành thị, thành phố quốc gia nông thôn, các bạn chưa bao giờ nghe từ bắp bê đâu. Mình gọi là vấn đề thế này. Các bạn thấy, thường thường mấy đứa mới sinh ra đó, được 5-7 tháng hay là 1 tuổi vậy đó, nó bập bẹ đó, nói bắp ba mama. Cái thằng này nó là bập bẹ đây, bập bẹ không có gì vô đây chứ, mà thấy là bập bẹ rõ ràng luôn. Rồi như là mới bập bẹ tập tành để mà viết chữ vậy đây, viết rồi mua lửa mua khói. Ngày mùa này nhà mùa mưa, bạn thấy mùa mưa ha, đấy dòng bão cũng liên miên, nên có thể là có nước nó trợ giúp, nó không ảnh hưởng gì. Ấy, thằng này nó nhái nữa ta. các bạn xem chỉ là vui thôi á, hài hước một tí thôi chứ không có gì. Bập bẹ để viết chữ không? Có thể mình đang bật rồi đó, mình đang bật với thằng này. Nãy giờ các bạn biết, nãy giờ đón cũng rất là nhiều chữ rồi, nhưng mà thằng đã làm riết là quá lố rồi. Cái bập bẹ mà có chữ y nữa, không lẽ nó viết theo cái từ theo tiếng nước ngoài cũng có thể lắm bố. Đây không, thầy chữ gì đây? Đây đây, tung là sự nguy hiểm xem. Đây, sự nguy hiểm thằng định mức nào đây? Bắp bếp. Ở lại không, bắp bếp là cái ngôn từ hay là cái món ăn ở cái vùng nào ta? Ở nước nào mà mình nhỏ lớn mình chưa nghe bắp bắp bếp là bắp gì? Bắp bếp, bắp bẹp. Hay là bắp bẹ còn nghe được chứ, mà cái gì mà bắp bếp hay là bắp bẹp gì, là ở đây là cái gì? Đây các bạn thấy gì đó nha, còn riêng mình thì mình đang bó tay cái thằng này. Ôi lại hồn, thằng này đúng là... Thì tất cả những clip nào lúc nào mà giỡn được thì mình hy vọng như đem vừa nụ cười như niềm vui cho mọi người thôi. Các bạn có thể xem clip và vui thôi. Thì nếu được thì anh chị nào đó thích vẽ, thích viết thì các bạn có thể vẽ hình hay là cái gì đó, con riêng của mình các bạn biết rồi. Cái trình độ mà về ta tò về tóc thì mình nói chung là không có, mình không có dám viết. Bắp bơ, bắp bơ các bạn biết rồi, bắp bơ là bắp rang bơ. Trời à, thấy chưa, bây giờ nó cuối cùng nó lộ. Cái thằng nhỏ bên đó nhìn gì ta, nó là cái thằng, các bạn thấy thằng nhỏ bên đó làm gì? Vậy là nó cũng muốn ăn bắp đây. Bắp bơ nó làm gì đây? Thằng này sao nó càng ngày nó càng nguy hiểm, tới phút cuối còn thấy nó vẫn nguy hiểm. Bây giờ đâu còn là chữ bắp nữa đâu, tại sao là chữ R ta? Bay bờ. Các bạn biết đấy, bay bờ. Thì ra là hắn dễ chữ bay bờ mà nữ nãy giờ cứ đoán là gì, lớp nào là ba, rồi bắp, rồi nghe bắp bẹ, rồi bắp rang bơ, cuối cùng ra là chữ bay bờ. Bay bờ rồi thằng này nó dễ cái gì mà ngộ vậy trời, vậy tiếng Thái à, hay là đang dễ những cái dòng chữ tiếng Latin hay là tiếng Hindi. Các bạn thấy nó làm gì đó, thằng này nó cứ múa lửa múa khói suốt này. Đấy, mình đang điên với thằng này. Mình hiểu rồi, nó đang viết cái những cái gì đó mình cũng không hiểu nổi luôn. Đấy các bạn thấy ha, thanh niên nguy hiểm đây. Đấy, sự nguy hiểm của thằng này là cũng khá phức tạp ha. Các bạn có thể né né nó ra. Đây riêng mình thì mình không dám tiếp xúc với nó rồi, nó thật sự quá nguy hiểm đi. Đây nguy hiểm nó mang đến nụ cười, nụ cười, niềm vui thôi. Mới có bà mấy tuổi đầu mà nó ngọng đớt rồi. Mình đoán là hắn đang viết cái từ Thái. Mình hiểu rồi, có nghĩa là từ là bay bờ là chim tóc nam. Rồi các bạn thấy anh em mình từ đấy bây giờ là toàn là bay bờ đây, đại đa số luôn. Bay bờ Linh, bay bờ Thái, bay bờ cái gì đó. Thì riêng cái đó mình là bay bờ tiếng Khôi, còn thằng này nó là bay bờ. Bay bờ hay bay bơ hay bay gì cũng được hết. Là chỉ là chia về tóc nam thôi. Từ tiếng Anh. Rồi có nghĩa là làm như là cái thằng khứa này các bạn thấy là nó đang thể hiện cái sự
nguy hiểm đây. Đây đấy các bạn thấy. Đây các bạn chú ý cái đường nét nó dễ cái gì đây. Rồi mình hiểu rồi, viết chữ Latin. À không phải. Tiếng tiếng gì? Cái tiếng gì nè ta? Tiếng Thái hay là tiếng gì nè? Có nghĩa là hắn là vậy, là hắn sợ người ta không hiểu ha. Hắn phiên dịch ra. À với chữ phiên là chuyên tóc nam đấy. Hắn là với chữ Việt là chuyên tóc nam. Để mà một số anh em mình không hiểu đó, người ta không có thắc mắc. Bày bờ là nghĩa gì? Đây các bạn thấy, chuyên tóc nam. Chuyên tóc nam mà nó viết bằng tiếng Thái thì nghe các bạn biết rồi. Tiếng Việt mà còn chưa hiểu hết cái âm từ nó, tiếng Thái, tiếng Mỹ gì đây ai em hiểu. Mà thấy đến phút cuối mà thằng này nó vẫn tỏ ra sự nguy hiểm này. Đấy. Mình vẫn chưa hình dung được nó viết cái chữ gì luôn. Cái gì mà chữ N, các bạn thấy rất là rõ chữ N. Và hai chữ O, chữ C dấu nặng là có nghĩa là nọc. Nọc là cái gì? Nọc độc à? Các bạn biết rồi. Đây. Đây là nó mua lửa đây, nó mua lửa dòng cung gì đây. Đây có một thanh niên đang ngồi để chịu trận đây. Các bạn thấy là thanh niên này cũng rảnh ha, cũng rỗi hơi đây. Nhanh nhanh cho anh em người ta biết nhà ngươi đang viết cái chữ gì đi mà ngươi cứ tỏ ra nguy hiểm như thế này. Mình vẫn chưa hình dung ra được cái chữ gì, các bạn thấy hình dung ra chữ gì chưa? Mình thật sự là vẫn chưa ha. Đấy. Làm những cái đó dưới là cái một cái biểu tượng gì á, mà thấy cũng như nó biểu tượng gì thôi chứ không có gì. Mình nghĩ là không có gì hết đâu. Bớt nguy hiểm đi, như vậy đủ lắm rồi. Đây các bạn thấy cái các bạn hình như mình nghĩ là các bạn hình như đoán ra chữ được rồi. Bay bờ ngọc là bay bờ ngọc đấy các bạn. Đây các bạn thấy rất là rõ ha, chữ N, chữ G, chữ O, chữ C và dấu nặng đây rất là rõ ha. Đây, bay bờ ngọc ôi lại hôn. Các bạn thấy nó cứ nguy hiểm. Nó làm gì mà có một cái đường gì mà nó. Đây các bạn nếu xem kênh cũng như những clip video đó các bạn thấy hay, các bạn hãy gây subscribe, đăng ký và nhấn vào cái tiểu tượng chuông bên tay phải. Các bạn có thể xem được những clip video mới nhất bên lên. Cái này là nó làm thêm cái gì nữa đây? Nó viết thêm cái biểu tượng như nó đây. Đấy. Hình như là mình đoán ra là chữ ký, cái chữ ký của cái thằng mà đang vẽ vẽ chữ đây. Đây đây là cũng là chữ ký của mình. Đây. Rất đơn giản các bạn. Đây, dù vậy các bạn biết rồi, clip này mang tính chất hài hước vui nhộn thôi, nhưng là công sức của mình. Nếu mà các bạn thấy kênh hay cũng như clip có ý nghĩa vậy đó thì các bạn có thể đăng ký rồi subscribe, rồi có cái biểu tượng chuông bên tay phải màn hình đó. Các bạn nhấn vào chuông đó và các bạn bấm tất cả. Thì tất cả những video mình up lên các bạn sẽ thấy xem được liền các bạn. Không cần phải tua đi tua lại để tìm kiếm ha. Cũng như để ủng hộ cho mình. Mỗi một like, mỗi một lượt share và mỗi một lượt subscribe là niềm vui cũng như hạnh phúc lớn nhất đối với mình. Đây như mình nói đó, tác phẩm này cũng khá đơn giản thôi, không có gì. Bay bờ ngọc và cái chữ ký của mình. Anh lên như này thôi. Rất vui và rất là vui khi mà cảm ơn tất cả mọi người đã xem soi đã xem hết video này. Cười nhẹ các bạn này. Thấy không? Rồi, xin chào tất cả mọi người cũng như anh chị em. Chúc mọi người tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ, nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.